Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki mình. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki mình. Và ngày hôm nay thì server của chúng ta sẽ có một sự kiện rất xịn sò, đó là giảm giá 90% bộ đồ bác sĩ ngoại khoa. Thì cái bộ đồ này thì anh em là những người đã vote cho nó ở trên fanpage của Gaina Free Fire, nên là bộ đồ này đã giảm giá 99% từ 999 nim gương còn 99 nim gương anh em ạ. Vâng, bây giờ thì không vào húp bộ đồ này thì còn húp bộ đồ nào nữa. Vâng, quá thơm đội bán cơm. Thì cái bộ đồ này theo mình đánh giá là trông nó cũng khá đẹp, trông nó cũng khá xịn sò con bò. Và nói chung là anh em nào mà kiểu đam mê làm bác sĩ thì cũng có thể mua bộ đồ này cũng được. Tôi nhớ là tôi đã từng review một cái anh chàng mà hồi xưa làm bác sĩ ở trong một bệnh viện, mà cả cái bệnh viện đấy mọi người toàn chơi Free Fire ấy. Thì họ cũng rất là thích mấy cái bộ đồ bác sĩ này. Thì trong game chúng ta bây giờ có hai bộ đồ bác sĩ, một cái bộ đỏ và một cái bộ này nữa là hai. Thì nói chung là bộ này thì cũng được. Với căn bản là 99 cơ thì nó rẻ quá anh em ạ. 99 cơ thì nó quá rẻ. Và hôm nay thì ngoài cái sự kiện giảm giá 99 cơ này thì Gaina Việt Nam cũng chẳng có bất kỳ một sự kiện nào khác. Có lẽ là do sự kiện săn nấm quá hoành tráng vừa rồi thì nó vẫn đang diễn ra, nên là bên Gaina họ cũng không làm thêm các sự kiện mới, nên là chúng ta hôm nay chỉ thấy là có cái sự kiện 99 nim gương này thôi. Đấy, ok, mình sẽ cho con nhân vật của mình mặc bộ đồ này nha. Mình sẽ cho nhân vật của mình mặc cái bộ đồ bác sĩ này. Và nói chung là bộ đồ này thì theo mình đánh giá là cũng được. Anh em nào mà đang tìm một cái bộ đồ giá rẻ mặc mà trông nó phong cách thì mình nghĩ bộ này cũng khá là ok. Nhưng mà tất nhiên là chống chỉ định với anh em nào mà kiểu sợ máu đấy, tại cái bộ đồ này nó máu me, trông nó rất là bé bét đấy, thì trông nó hơi sợ. Ok, thì server Việt Nam hôm nay chúng ta thì cũng chỉ có ít trò vui thế thôi, nên là hôm nay chúng ta sẽ lại đi du học nha anh em. Ok, chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ qua server Indo. Server Indo lúc này đang có khá nhiều sự kiện diễn ra. Ở bên server Ấn Độ chúng ta có sự kiện Diwali, thì bên này thì họ đang là trong cái chuỗi ngày lễ Palawan, thì tôi không biết là ngày lễ gì, nhưng mà có vẻ như cũng là ngày quốc khánh hay là ngày độc lập hay là ngày gì đấy ở bên Indo, nên là thấy họ làm sự kiện rất là hoành tráng. Hôm trước thì mình cũng đã review cho anh em cái bộ rốc hồng đen ở bên này rồi. Bên này thì họ ra đồ rất là sớm so với server Việt Nam. Server Việt Nam chưa biết bao giờ mới ra đồ này. Thì hiện tại họ đang có những cái sự kiện mà gọi là đi kiếm những cái huy hiệu người cầm cờ đấy, thì cứ hạ gục được 3 năm hay là 8 mạng hay đăng nhập thì sẽ nhận được cái huy hiệu này. Ngoài ra thì họ đang có một số sự kiện đăng nhập khá xịn, và có cái sự kiện mà đi thu thập cái huy hiệu chào đấy, huy hiệu chào này sẽ đổi được AK-47 đỡ thợ xa đầu lâu vĩnh viễn đấy, xịn sò anh em. Đấy, với 55 huy hiệu cộng thêm với cả một cái huy hiệu đặc biệt mà nhận vào trong cái ngày đó là ngày 15 tháng 11 thì là họ sẽ có thể đổi được cái huy hiệu này. Nói chung là khá xịn. Ngoài ra thì còn có một số những sự kiện khác nữa, ví dụ như là sự kiện nhận cái bộ bí ngô học đường miễn phí luôn. Đấy, tức là trong cái ngày 15 là họ chỉ cần chơi 20 trận đấy là sẽ nhận được. Nói chung là bên này họ đang phát quà rất là thỏa thuê nha anh em nhá, phát quà rất là nhiều. Đấy, không hiểu sao luôn, bên này phát quà gọi là căng đét và khét lẹt đấy. Ngày 14-15 khi mà chơi 20 trận thì họ sẽ nhận được bộ bí ngô học đường đấy. Nếu mà đăng nhập vào thì họ sẽ nhận được cái con pet, nhận được cái hành động pet là khoe mẽ đấy. Còn chơi 20 trận trong 2 ngày 14 và 15 tháng 11 thì họ sẽ nhận được gói bí ngô học đường miễn phí. Bên này thơm thật sự ạ. Vâng, Việt Nam lâu lắm rồi không có mấy sự kiện mà nhận được kiểu đồ miễn phí. Nếu mà Việt Nam mà nhận đồ miễn phí toàn mấy đồ cũ anh em ạ. Và nếu mà hoặc là trong sự kiện chung cả thế giới, còn nếu không thì mấy sự kiện này ở server Việt Nam toàn lôi ra bán. Tôi chả hiểu sao như thế. Đấy, bây giờ là tặng cả khẩu thợ săn đầu lâu vĩnh viễn luôn. Đấy, không hiểu sao Việt Nam không tặng mấy khẩu này. Việt Nam toàn tặng mấy khẩu UMP ạ. Đùa, tặng khẩu UMP thanh trừng với ai người ta dùng. Đấy, nói chung là một điều phải khẳng định là bên server này ngon hơn. Đấy, bên này họ đang có cái sự kiện săn cái nữ tướng thép. Đấy, nữ tướng thép và thêm cái gọi là cái katana kiếm sĩ này nữa. Nói chung là cái katana kiếm sĩ này thì anh em đã có ở Việt Nam rồi. Đấy, katana samurai. Đây là sự kiện săn nữ tướng thép. Bao nhiêu kim cương nhỉ? 180 kim cương trong 10 lượt quay. Tôi sẽ quay thử 10 lần. Và bộ đồ bãi biển này, giá gì không? Ui lại sao bộ đồ bãi biển, nếu mà hên có thể trúng 9999 nim gương.
Ok, không biết là có trúng được bộ đồ không nhỉ? Và trúng được bộ đồ 180 kim cương thì thơm. Vâng, thơm đét luôn. Nếu mà trúng được thì thơm đét anh em ạ. Và thề. Ok, lại ra cái hòm bí ngô vớ vẩn rồi. Ui, trúng luôn bộ đồ đấy anh em ơi. Vãi cả trường, vãi cả nồi. Và 180 kim cương trúng luôn bộ đồ ạ. Nói gì đi. Vâng, nhân phẩm vô cờ mờ nó cực rồi. Vâng, nhân phẩm nó vô cực rồi anh em ạ. Trúng luôn bộ đồ này, đùa thề. Và xịn so con vo. Thật sự là cảm ơn những người anh em ở bên server Indo. Và tôi cứ tưởng là sự kiện này phải nạp vài ngàn kim cương giống như server Việt Nam. Server Việt Nam mà chơi với sự kiện kiểu này nhá, bạn tốn không dưới 2.000 kim cương. Bên này 180 kim cương trúng luôn bộ đồ ạ. Vâng, thề xịn so quá. Vâng, 180 kim cương trúng luôn bộ đồ này. Bộ đồ này thì hôm trước ấy, theo tôi biết thì là có thể là sẽ đưa vào trong cái shop huyền bí số 11. Đấy, shop huyền bí thứ 11. Nhưng mà tuy nhiên thì bên này họ đưa ra trước thì không biết là shop huyền bí bên này họ sẽ bán bộ đồ gì hay họ chỉ bán bộ đồ nam thôi. Ui, tôi phải vào trong game tôi test ngay bộ đồ này anh em ạ. Thơm quá, vâng, quá thơm một đội bán cơm. Vâng, thề luôn, xịn sò thật sự ạ. Vâng, chả hiểu kiểu gì 180 kim cương trúng ngay bộ đồ. Bên này thì đấy, các bạn thấy là đồ bên này xịn nhá. Và sự kiện thì đã nhiều lại còn miễn phí, đùa thề luôn, quá ngon. 180 kim cương. Đấy, bộ đồ này là bộ đồ nữ tướng thép. Thì bộ đồ này có cái tay rất là đẹp nhá. Bộ này có cái tay rất là đẹp. Cái tay nó như kiểu tay nó bốc cháy ấy. Và tôi cho con Kelly mặc thử. Ui, server nước ngoài ngon quá anh em ơi. Vâng, server nước ngoài ngon quá. Đây là server Indo nhá, Indonesia. Ui, bộ này đẹp thật ạ. Ôi, cái tay hiệu nó rất là xịn nhá. Cái tay như kiểu tay nó có lửa ấy. Tay nó tay kiểu một bên tay thường, một bên tay là nham thạch ấy anh em ạ. Ui, xịn thật. Vâng, quá xịn. Ui, quá xịn, nó đội bán tay vịn luôn. Ui, quá ngon rồi. Cái bộ này, cái bộ trang phục cũng rất là đẹp. Bộ trang phục có cái hiệu ứng, không phải hiệu ứng mà là cái họa tiết nó cũng rất là đẹp luôn. Vâng, trông như kiểu một nhân vật bước ra từ trong các cái bộ phim viễn tưởng vậy. Ui, tôi vào trong game test ngay anh em ạ. Đây, vào game rồi. Vâng, team địch đã tranh thủ quýt một bạn rồi anh em ạ. Đấy, bên server này thì nói chung là cái ý thức của game thủ nó cũng không được cao cho lắm. Đây là trận rank ở thôi nhá. Đây là trận tử chiến rank ở thôi. Nhưng mà chả hiểu sao bên kia lại có một ông quýt rồi. Vâng, chả hiểu sao đang vui đứt dây đàn. Ui, bộ này đẹp quá anh em ơi. Vâng, bộ đồ nữ này quá đẹp đi. Không thể nào mà chê với đâu được. Quá ngon, đội bán son. Đấy, bộ này mà ra ở Việt Nam thì không biết là giá bao nhiêu nhở. Bộ này ra Việt Nam kéo phải 2-3 nghìn, phải 2.500-3.000 kim cương. Đấy, nhiều anh em cứ kêu là chú Hải suốt ngày khen mấy cái sự kiện, khen mấy cái trang phục nào càng đẹp thì nó bán càng đắt. Thì cái đấy làm sao mà tôi quyết định được. Cái đấy nó là quyền ở bên Ghana chứ. Này, trời cậu này. Vâng, ra đây, ra đây bạn đây. Vâng, chạy đâu. Ui, à, láo này. Chết ngay. Ui, con boss này. Ui, thanh niên kia thành boss rồi. Vâng, như vậy bên này có hẳn một thanh niên quýt trước trận rồi, một thanh niên thì vào trận rồi mới quýt. Đấy, vào trận rồi mới thoát game. Ui, bộ đồ này đẹp quá. Vâng, thề luôn. Anh ông nào bảo bộ này không đẹp đi. Vâng, quá ngon, đội bán son ạ. Và căn bản là tôi lấy bộ này có 180 kim cương. Vâng, không biết là nếu mà quay ba cái đấy, nó có ba loại quay nhá. Một loại quay thường là 20 kim cương, một loại quay cao cấp là 30 kim cương và quay 10 lượt là 180 kim cương. Thì cái sự kiện đấy hình như là ở Việt Nam chưa mở bao giờ thì phải. Tôi cũng không nhớ lắm là cái sự kiện đấy mở ở Việt Nam bao giờ chưa. Nhưng mà cái vòng quay 999 kim cương đấy thì hình như tôi nhớ là chưa quay ở Việt Nam. Đấy. Ui, cái bộ đồ này, ui, nhìn đẹp không? Cái bộ đồ này anh em sẽ thấy nó hơi giống bộ đồ nữ tướng, bộ đồ quân vương. À, một cháu, ui, cháu kia mặc đồ ninja. Mặc đồ ninja, à, ngồi xuống với chúng tôi. Ui, chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu. Không thể nào mà chạy được. Và, ui, đẹp chưa? Quá đẹp, à, thanh niên nó ở phía trên móc lộp. Và bắn như con boss ấy nhỉ? Bắn như con boss với chúng tôi. À, đó, cái này thì rank đồng phọt phẹt đấy anh em. Đấy, mình streamer bắn ngu nhất Việt Nam nhưng mà mình qua bên Indo để mình tấu hài. Đấy, chào mừng các bạn đến với kênh của streamer bắn gà nhất Việt Nam. Đấy chính là Ria Kia Minh. Đấy, nếu mà ai mà bắn hay hơn Ria Kia Minh thì chắc chắn đấy là một streamer giỏi rồi. Còn ai mà bắn chắc chắn là không có người nào bắn gà hơn tôi, khẳng định như vậy. Ok, lên làm tiếp mạng anh em ạ. Ui,
quả trang phục ấy được của nó. Và cái trang phục ấy rất là được luôn. Nói chung là nếu như mà về server Việt Nam mà có cái giá rẻ như thế này, tôi thì nghĩ là ở cái bộ trang phục này sẽ đưa vào trong shop huyền bí. Nhưng mà không biết là bên Nga nào sẽ bán cái bộ này như nào. Mà chắc chắn là về Việt Nam tôi sẽ mua. Đấy, khẳng định luôn anh em 100% là tôi sẽ mua cái bộ này. Thế nên là khẳng định luôn. Đúng thì hai nháy đi ngay chạy đâu. Ha ha, cứu nhau à? Cứu nhau với chúng tôi. Cứu nhau với chúng tôi. Ok, thì mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ ấy rồi. Mình lấy được cái huy hiệu cầm cờ này. Thì huy hiệu này để làm gì? Cái huy hiệu này thì để chúng ta có thể quy đổi một số thứ. Nó có hai loại huy hiệu. Một huy hiệu chào thì do chúng ta chơi hàng ngày. Còn có cái huy hiệu này là có cái huy hiệu chào cờ này để chơi sự kiện bắn xe tăng. Đấy, cái sự kiện này thì nó như nào? Sự kiện này nó sẽ có cho chúng ta lượt đổ xúc sắc. Đấy, sự kiện này tên là Pan Tăng. Vâng, không biết là pan tăng thì dịch kéo phải bắn tăng không. Thì cái sự kiện này là chúng ta sẽ đi từ số 1 đến số 100. Chúng ta mỗi lần đổ xúc sắc thì chúng ta sẽ đi 2 bước. Đấy, nếu mà đi vào cái thang thì chúng ta sẽ được nhảy lên trên cái vị trí tiếp theo. Ví dụ như 3 thì sẽ nhảy thẳng đến 11. Đấy, rồi chúng ta cứ đi thôi. Đấy, cứ đi. Nếu mà đi vào cái thang thì chúng ta sẽ nhận được đồ. Và cứ vượt qua những cái mốc thì chúng ta cũng sẽ lấy được những cái đồ ở trong cái cột ở bên tay trái. Thì nếu mà chúng ta đi phải cái xe tăng ấy, chúng ta sẽ bị lùi đi 7 bước. Đấy, lùi đi 7 hay 10 bước gì đấy. Đấy, nói chung là cố gắng là đi làm sao mà đừng trúng phải cái xe tăng. Đấy, còn nếu mà cứ đi đến ô nào thì chúng ta có thể lấy đồ luôn. Đấy, 32 phát nhảy đến 40 luôn. Đấy, 32 phát được nhảy đến 40, tức là cái đi vào cái thang này được leo lên bậc tiếp theo. Đấy, còn nếu mà đi vào cái xe tăng thì các bạn sẽ bị lùi đi 10 bước, theo tôi biết là như vậy. Khổ lắm, nói chung là sự kiện này nó cũng hơi lừa. Đấy, đi vào số 1 này, đấy, đi trúng vào cái xe tăng lùi 10 bước. Đấy, 43 về còn 34. Cay không anh em? Quá cay, được bà thịt say luôn. Nếu mà chúng ta chia sẻ thì mỗi lượt thì chúng ta sẽ được đổ hai loại xúc sắc. Đấy, nếu mà chia sẻ đủ 5 lượt và có 5 người ấn vào cái cốt đấy của bạn thì cái cốt chia sẻ của bạn thì bạn sẽ được đi, bạn sẽ có hai cục xúc sắc. Còn nếu mà bạn mà chơi solo tự kỷ bạn thì có một cục xúc sắc thôi. Đấy, bạn anh em thấy tôi vừa lại đi vào cái xe tăng lại bị lùi tiếp, thì cái sự kiện xe tăng này nó cũng khá là hay. Thì hy vọng là nó cũng sẽ sớm được mang về Việt Nam. Cái kiểu sự kiện này tôi thấy khá vui. Ok, và đó là phần mình review rất nhiều thứ linh tinh ở bên server Indo. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình, đừng quên để lại mình một like và subscribe nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.